Ngày 10 tháng 9, đại diện Ủy ban nhân dân phường 17 quận Phú Nhuận xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm nhiều người bị thương. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày. Thời điểm trên, ô tô đang lưu thông trên đường Phan Đình Phùng hướng về ngã tư Phú Nhuận. Khi đến đoạn trước chợ Phú Nhuận thì bất ngờ lao vào xe nước mía trước chợ. Thời điểm này có 5 xe máy đang dừng chờ mua nước mía. Tai nạn khiến ít nhất 3 người bị thương. Số nạn nhân này được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, xe máy nằm ngổn ngang hư hỏng. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông thuộc đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất phối hợp với công an quận Phú Nhuận có mặt xử lý hiện trường, phân luồng giao thông và làm rõ nguyên nhân tai nạn.